Trung Quốc hốt hoảng khi biết Nga lẳng lặng dạy Việt Nam cách làm tàu chiến, bảo sao dạo này ít mua vũ khí. Xin chào các bạn khán giả yêu quý đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, mới đây, theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI công bố, lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam năm 2023 đã giảm xuống mức nhỏ giọt thấp chưa từng có kể từ năm 2007 đến nay. Điều này được cho là rất đúng, bởi vì hiện nay Việt Nam đang xung đột cực điểm với Trung Quốc trên Biển Đông. Đáng lý ra phải nhập thêm nhiều vũ khí để củng cố sức mạnh quốc phòng chứ. Thiếu tiền cũng không phải, vì mỗi năm Việt Nam chi hàng tỷ đô cho việc mua vũ khí là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy rốt cuộc là tại sao? Nhiều người bi quan nói đây là tình trạng báo động của Việt Nam và Việt Nam đang suy yếu trước một ông bá hộ Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Tuy vậy, ở góc nhìn của Trung Quốc thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Theo đó, mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin nói rằng Việt Nam đã lừa dối tất cả mọi người, hải quân của họ rất hùng mạnh, đến mức có thể tự sản xuất tàu chiến mà không cần mua nữa. Vậy sự thật là như thế nào? Tất cả chúng ta hãy cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Chuyện là mấy ngày vừa qua, trong khi các chuyên gia quốc phòng phương Tây đua nhau hạ bệ Việt Nam, nói rằng Việt Nam đang suy yếu nghiêm trọng, ngừng mua vũ khí vì lệnh cấm vận của Nga, không thể thoát phụ thuộc vào Nga, thì ở một diễn biến khác, Việt Nam lại đang khiến cho người Trung Quốc phải sợ xanh mặt. Cụ thể, mấy hôm vừa rồi trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video quay lén một vịnh biển nào đó thuộc Việt Nam mà ở đó hàng chục đến cả hàng trăm con tàu do Việt Nam sản xuất đang neo đậu. Sau khi tìm hiểu, mình biết được rằng đây là những con tàu tên lửa made in Việt Nam do Nga chuyển giao công nghệ. Đoạn video này sau đó cũng lọt vào mắt xanh của các pháp sư Trung Quốc và tại đây, những cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra. Rất nhiều video xuất hiện trên iCWorld, Douyin, Sina. Các mạng xã hội Trung Quốc với tiêu đề kiểu Hải quân Việt Nam 2024 đã ở tầm cao mới. Rồi Việt Nam đâu cần mua vũ khí nữa vì họ đã tự làm được tất cả dưới sự giúp đỡ của Nga. Khi xem những video này, người Trung Quốc đã để lại những comment thế này. Có thực sự vậy không? Tôi cảm thấy Việt Nam anh ấy khá mạnh mẽ, Nga vẫn luôn hậu thuẫn một cách âm thầm cho anh ấy. Hãy cẩn thận, chỉ có Việt Nam mới cạnh tranh được với Trung Quốc trên đất liền và trên biển. Đường biên giới giữa Việt Nam và Quảng Tây tương đối dài, Ấn Độ không thể đánh bại chúng ta, nhưng Việt Nam có thể lắm. Hải quân Việt Nam cũng đánh chìm tàu sân bay Mỹ, điều đó không phải dễ dàng nhưng họ thực sự đã làm được. Việt Nam cứ mạnh lên đi, bạn sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới bị tấn công bằng bom nguyên tử. Việt Nam đầy tham vọng và luôn để mắt tới đất nước chúng ta, nhưng bây giờ quốc phòng của Trung Quốc rất hùng mạnh, tôi tin rằng họ sẽ không dám, vậy nên trước đó chúng ta hãy dạy cho họ một bài học. Những comment của người Trung Quốc dù là nể nang hay khinh thường thì rõ ràng cũng đã phản ánh sự thật rằng họ đang khá bận tâm và bối rối trước sự trỗi dậy của Việt Nam. Dù Trung Quốc nói nhăng nói cuội thế nào, không thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây công nghiệp đóng tàu quân sự của Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc. Không chỉ trang bị đầy đủ cho hải quân trong nước, Việt Nam thậm chí đang từng bước hướng tới việc xuất khẩu các sản phẩm này cho hải quân các nước trên thế giới. Nếu như các bạn chưa tin thì hãy lắng nghe những dẫn chứng rất cụ thể sau đây. Có thể kể đến các công ty đóng tàu Việt Nam như nhà máy Đa Men Sông Cấm nghiên cứu, chế tạo thành công và xuất khẩu hàng loạt tàu hiện đại trang bị cho lực lượng hải quân các nước như tàu cứu hộ tàu MV Besan và MV Stoker, tàu huấn luyện đa năng MV Sycamore, Úc, tàu tuần tra lớp 35009 Venezuela, v.v. Các bạn thân mến, cho những ai chưa biết, thật ra công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đã hình thành từ những năm 1960 đến 1970 của thế kỷ trước với sự giúp đỡ của Liên Xô, Ba Lan. Trong đó các nhà máy Z173, nay là công ty Hồng Hà, Z187, nay là công ty Sông Cấm, các nhà máy đóng tàu Hạ Long và Bến Kiền là những đứa con đầu lòng của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Các nhà máy này đã đóng mới hàng trăm tàu vận tải ven bờ, trung tu, đại tu, bảo trì, bảo dưỡng nhiều tàu quân sự cho Hải quân Nhân dân Việt Nam non trẻ như các tàu phong lôi lớp Turia và Sergen, các tàu quét mìn lớp Sodia và Korun, các tàu vận tải trong đoàn tàu không số, nay là lữ đoàn 125 nổi tiếng với đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, v.v. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, tiềm lực công nghiệp tàu thủy của Việt Nam được phát triển mạnh hơn nhờ sự tiếp quản và vận hành của công ty công nghiệp tàu thủy Ba Son có lịch sử hàng trăm năm từ thời Pháp thuộc. Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Sông Thu cũng được thành lập chỉ một năm sau khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng. Công ty này cùng với Tổng công ty Hồng Hà và Tổng công ty Ba Son hợp thành bộ ba cơ sở đóng tàu quân sự hiện đại của Việt Nam. Ngoài công nghệ đóng tàu chiến mặt nước được tiếp thu từ Liên Xô, Ba Lan, các tổng công ty này đều có các trung tâm thiết kế ứng dụng công nghệ đóng tàu chiến hiện đại từ Nga, Hàn Quốc, Hà Lan, Ấn Độ, v.v. Nói về sự giúp đỡ của nước bạn Nga, không thể nào mà đếm hết được. Đó là từ đầu những năm 1960 của thế kỷ trước. Các kỹ sư của Hải quân Xô Viết chính là những chuyên gia đầu tiên, những người thầy đầu tiên góp phần quan trọng xây dựng ngành công nghiệp tàu chiến của Việt Nam.
Tiếp đó mới là các chuyên gia Ba Lan, cường quốc đóng tàu thứ hai của khối xã hội chủ nghĩa sau Liên Xô. Cho đến những năm 1990, Liên Xô vẫn giúp đỡ nhiệt tình và vô tư cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Với các chuyên gia ngày càng dày dặn kinh nghiệm và các tàu chiến thế hệ mới khi đó như khinh hạm chống ngầm lớp Petia, trọng tải 1.000 tấn, tàu quét mìn lớp Aquamarine trọng tải 520 tấn, khinh tốc hạm mạng tên lửa lớp Osha 2 trọng tải 210 tấn, v.v. Kế thừa Liên Xô, Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam, trong đó có hợp tác về hải quân. Phía Nga đã cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm, lớp Vasavienka 636, trọng tải 2.300 tấn khi nổi, 4.000 tấn khi lặn, 4 tàu khu trục hậu vệ lớp Gerbrat 3.9, trọng tải 2.100 tấn, 6 tàu tuần duyên lớp Svetliak trọng tải 375 tấn, 4 tàu tuần duyên cao tốc mang tên lửa 9M120, Atakave lớp Mirek trọng tải 127 tấn, v.v. Điểm đáng chú ý nhất là phía Nga đã cấp giấy phép cho Việt Nam để Tổng công ty Bason, thành phố Hồ Chí Minh đóng mới tàu chiến cao tốc mang tên lửa Monia, được mệnh danh là tia chớp đại dương. Đây cũng chính là con tàu xuất hiện trong đoạn clip đang gây sốt cõi mạng thời gian gần đây. Vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đào sâu vào con tàu tia chớp này mạnh đến cỡ nào. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, tàu tên lửa lớp Monia có khả năng tác chiến đáng sợ, được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác. Chuẩn bị 3, 2, 1, phóng. Lần lượt hơn 10 quả tên lửa trên chiến hạm rời bệ phóng, hướng thẳng tới mục tiêu. Tàu đối phương không có bất cứ cơ hội nào để chống đỡ, đó chính là cách hoạt động của tàu tia chớp. Có lẽ trên thế giới ít có loại tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ nào lại có hỏa lực mạnh như lớp tàu tên lửa tấn công Bodhisa. Tàu tên lửa tấn công nhanh Bodhisa rất phù hợp với chiến tranh phi đối xứng, nhất là với các quốc gia có tiềm lực hạn chế, nhưng có thể phải đương đầu với những quốc gia có nhiều tàu to, súng lớn để thực hiện chiến thuật hit and run, đánh nhanh, rút gọn như là Việt Nam so với Trung Quốc. Nếu để biên đội hay chiếc tàu tên lửa tấn công Moriza của Hải quân của một nước bất kỳ tiếp cận ở cự ly phóng hiệu quả, thì nhóm tàu đối phương có thể sẽ phải hứng chịu cơn mưa tên lửa khủng khiếp. Các bạn có thể hình dung khi hàng chục quả tên lửa diệt hạm KH-35 có diện tích phản xạ radar rất nhỏ lại bay cực thấp, bám đỉnh sóng, rất khó bị phát hiện như bầy sói lao đến tấn công cùng lúc từ nhiều hướng, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương bị quá tải, đánh chặn không xuể và bị xuyên thủng. Đó là chưa kể trong tương lai, có thể lớp tàu này còn được trang bị phiên bản tên lửa diệt hạm KH-35U hiện đại và tầm bắn xa hơn tới 260 km, càng khiến Monia trở nên đáng sợ hơn. Và rõ ràng, những con tàu được mệnh danh là tia chớp này rất thích hợp với chiến thuật sói bầy trên biển bởi chúng sở hữu những tính năng vượt trội như nhỏ gọn, linh hoạt nhưng có tốc độ cao để đột kích nhanh, rút nhanh, mang được nhiều tên lửa. Chỉ cần một biên đội hai chiếc tàu Monia có thể tạo ra cơn mưa tên lửa diệt hạm với hàng chục quả đạn có quỹ đạo bay cực thấp, bám ngay trên đỉnh sóng lao vào đội hình tàu của đối phương, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng không kịp phản ứng hoặc bị quá tải, không thể đánh chặn có hiệu quả. Không chỉ con tàu tia chớp nói trên, Tổng công ty Hồng Hà cũng đóng mới và hạ thủy 6 tàu pháo TT-400TP, trọng tải 475 tấn. Phía Nga còn giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống radar cảnh giới, hệ thống radar điều khiển hỏa lực, hệ thống tác chiến điện tử, chống tác chiến điện tử và nhiều hạng mục quan trọng khác trên các tàu chiến hiện có trong biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Các hệ thống phòng không tầm gần hiện đại như hệ thống pháo phòng không cao tốc AK-630, tốc độ bắn 10.000 phát trên 1 phút, hệ thống pháo tên lửa phòng không tự động Banbashu, hệ thống pháo phòng không tự động AK-230 cũng được phía Nga cung cấp giúp nâng cao năng lực phòng không hạm của các tàu chiến mặt nước. Bên cạnh đó, ngành đóng tàu quân sự còn làm chủ phần mềm đóng tàu tiên tiến như Ship Constructor, 3D Inventor. Trong đó, Ship Constructor là phần mềm rất tiên tiến, chuyên dụng cho thiết kế thi công tàu thủy và công trình nổi. Phần mềm 3D Inventor cho phép tạo ra các mô hình 3D chính xác, kết hợp mô phỏng động trên môi trường 3D. Tóm gọn lại, hiện nay, ngành đóng tàu quân sự Việt Nam đã đóng được những tàu hiện đại như là tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo tuần tiễu, tàu ngầm mini, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ, tàu tuần tra cao tốc, tàu chở quân, tàu cứu hộ tàu ngầm, tàu cảnh sát biển đa năng, tàu vận tải đổ bộ. Các thông tin nói trên cho thấy tiềm lực quốc phòng của Việt Nam đã được củng cố và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hải quân, quân chủng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại cùng với không quân. Sau khi nghe những điều trên, có ai còn dám nói Việt Nam yếu ớt, Việt Nam chỉ làm được con ốc vít nữa không? Hy vọng rằng thời gian tới, với những thành tích đã đạt được cùng cơ sở vật chất, dây chuyền, trang thiết bị máy móc được đầu tư, đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ tay nghề, ngành đóng tàu quân sự sẽ tiếp tục vươn lên làm chủ công nghệ đóng, sửa chữa các gam tàu quân sự và kinh tế hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình căng thẳng leo thang như hiện nay. Các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới phần bình luận nhé!
Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!